Xin chào các bạn đang xem kênh Đồ Chơi Điện. Nếu như các bạn đã xem clip trước của mình nói về chiếc Sinmeng M75 thì ngày hôm nay các bạn nên xem clip này, Tại sao? Tại vì là mình mới tìm ra được một cái chiếc bàn phím mà nó cứ bị hao hao na ná giống như là Sinmeng M75. Mình chưa trên tay nhá. Thế nên là mình sẽ mua ngay một chiếc về. Đấy, cũng ở trên Shopee thôi. Vậy thì bấm đặt mua và mình sẽ cùng review với anh em. Anh em bắt đầu video nào. Vâng thưa anh em, nếu như mà lần trước anh em đã theo dõi mình làm review một chiếc bàn phím đây. Chính là chiếc bàn phím này, IK75. Sau khi mà mua cái bàn phím đấy thì mình đã follow cái shop này rồi. Tuy nhiên là vừa rồi mình lướt Shopee thì mình có nhìn thấy shop này đăng một cái sản phẩm nó rất là lạ. Đó là gì? Anh em hãy nhìn đây. Họ đăng con M75 Pro này thì mình đã làm clip rồi, không nói nhá. Nhưng mà họ lại đăng cùng với cả con X85 này. Đó. Tại sao lại có X85 ở trong đây, ở trên tiêu đề thì nó là Sinmeng M75 và X85. Đó thì nó là chiếc Attack Shark X85, hai hãng khác nhau anh em nhé. Tuy nhiên mình cũng thấy hơi lạ đấy là Attack Shark X85 trông khá là giống con M75. Đấy, cái bản mà không Pro ấy nhá, cái bản Pro có màn hình thì mình không nói, nhưng mà nó lại hơi giống cái con M75 thường. Thế thì mình mới cần phải làm rõ cái vấn đề này. Đây thưa anh em, mình đã mua được chiếc X85 này, nó là của thương hiệu Attack Shark. Attack Shark thì không phải là cái thương hiệu gì lạ rồi. Nó nếu như mà anh em dùng bàn phím mà Azad ấy, Azad hoặc là chuột, chuột cũng có chuột Attack Shark nhá, cũng có chuột Azad nhá. Thì đấy chính là đến từ nhà Attack Shark. Chúng ta cùng bóc hộp anh em nhé. Mình đã để dành tất cả những cái mà sự gọi là nguyên vẹn, những cái trải nghiệm mới nhất để đưa đến cho anh em. Mình cũng chưa hề bóc cái chiếc bàn phím này ra. Mình mua với giá hơn 900 cả tiền ship. Thực ra là mình không hoàn toàn không hề có săn sale gì hết. Đấy, còn anh em mà săn sale thì mình nghĩ là sẽ rẻ hơn đấy. Mình mua về được mấy hôm rồi, mình tính ra đến hôm nay là mua về được khoảng 5 hôm rồi, gần một tuần. Mình nhìn cái hộp này lúc đầu mình hơi lo, tại vì cái màu mình đặt ấy. Đây thưa anh em, màu mình đặt ở đây người ta gọi là màu Blackpink. Đấy, thực ra thì mình thấy nó giống màu đào hơn, nhưng mà không biết. Nói chung là ở trên mạng thì gọi là màu Blackpink. Nhưng mà ở ngoài hộp nhìn như này, cái lúc mà mình mở hộp ra mình vẫn hơi lo đấy. Ôi vãi trưởng. Nó rất giống con Sinmeng M75 anh em. Nó rất giống luôn, kể cả mặt đằng sau này. Kể cả mặt đằng sau này anh em nhìn này. Có một chút gì đấy chung nhà máy. Switch ở trên em phím này là con YZ. Mà con YZ thì anh em biết thừa là cùng với con Black Plume, nó là hai con switch xuất hiện ở trên tất cả những mẫu bàn phím Sinmeng. Mình tin là cái chất lượng ở bên trong nó sẽ khá là tương đồng với M75. Mình hy vọng là như thế, nếu không thì mình đúng là ăn một cú lừa anh em ạ.
về âm thanh khá là tí tách, lộp bộp, cũng là do cái kiểu build ở bên trong lòng nữa. Tuy nhiên là nó hơi nhẹ. Ra là em này có một chút gì đấy hơi nhún, nhất là ở những viền. Đó, nhún mạnh luôn anh em, nhún khá là mạnh ấy. Đây, mình đưa như này thôi, anh em có thể nhìn trên hình được rồi. Nhún mạnh mẽ luôn. Đó, ở trung tâm cũng nhún nhá. Thì khả năng là em này flex cut rồi. Một cái bàn cứng, lộp cộp hơn thì mình sẽ mình khoái hơn, chứ nhún quá thì mình lại không thích lắm. Chúng ta có 3 cái gasket ở đây, 1, 2 và 3. Đó, anh em thấy chưa? Nhún kinh luôn đấy. Đó. Thì ở đây là anh em có thể nhìn thấy là toàn bộ những cái khu vực lòng trong là flex cut hết, cắt hết. Mạch 1.2 được sandwich ở bên trong là một cái tấm foam. Foam này như foam poron. Và theo như quan sát của mình thì có thêm một miếng switch pad nữa. Đó. Chúng ta có một miếng switch pad, nó thường sẽ là cái chất liệu EXPE nhá. EXPE đặt ở trên mạch. Thì khi mà đặt một cái switch pad đặt ở trên mạch ấy, anh em thường thấy là chúng ta sẽ đạt được một âm thanh nó thóc kỳ hơn, nó trầm hơn. Đó, đấy là một cái trick mà rất là nhiều hãng họ vẫn đang sử dụng. Kết hợp với đó là một cái plate nhựa. Cái chất liệu foam đặc như này thì cả hai miếng này đều mang cái chất liệu foam khá đặc. Và nó sẽ mang lại âm thanh trầm, lục bục. Một cái âm thanh gọi là rất là hack anh em. Mình phải nói đây, cái kiểu build rất là hack. Nó biến cho mọi con switch nghe đều có cái kiểu gì đấy hơi ok. Keycap thì chúng ta có PBT, nhám khá là căng, ok đấy. Nói chung mình nghĩ nó rất là cơ bản thôi, độ dày ok. Một cái lưu, chúng ta khi assemb lại cái miếng top này, nên gạt hết công tắc về một bên, cũng như là tất cả những cái nút này về một bên. Thì những công tắc mà đặt ở bên hông như thế này, nó rất là dễ bị gãy nếu như anh em không điều chỉnh. Chữ in xuyên led ở ngang hông nó sẽ nổi lên, phù hợp với anh em gaming vào buổi đêm, làm việc tối muộn. Bây giờ thì app nó đang bảo là tìm thiết bị, và nếu như là một thiết bị wireless thì hãy bấm một cái phím gì đấy. Đó, ngay lập tức anh em thấy rất nhanh nhá, ngay lập tức khi mình bấm phím là đã nhận rồi. FN layer thì nó tương đương với việc là chúng ta ấn FN cộng với cả một cái nút gì đó. Đấy. Thì mình sẽ thử cái nút là FN F1 đi. Đấy, với FN F1 thì chúng ta sẽ gán được những cái gì? Đó. Việc gán những cái gì thì nó nằm hết ở dưới này anh em ạ. Chúng ta sẽ chọn trong những cái này nhá. Cái nút F1 này mình gán cho nó là My Computer. Và anh em xem đây, FN F1. Đó, lên ngay lập tức. Con app này thì không phải xếp sủng, thì mình đang thấy là tất cả mọi thứ chạy rất nhanh và mượt mà anh em nhé. Cho đến hiện tại, mail này, multimedia, nhạc nhẽo các thứ này, play pau có đủ anh em nhé, stop, rồi là chuyển bài, rồi là tăng tiếng này. Tăng tiếng thì mình nghĩ là không cần, tại vì anh em đã có cái núm rồi. Có khá là đầy đủ để mà có thể macro lại những cái thao tác mà chúng ta thường xuyên phải sử dụng. Tiếp đến đèn, ok, đèn thì khá sự lựa chọn luôn. Static thôi xem nào. Đấy, khi mà ở static thì nó sẽ như này thôi, không chạy led lủng gì hết. Có một cái điều là mình đang thấy tại sao ở trên cái hình này mỗi khi mình chỉnh led thì dưới bàn phím nó có thay đổi. Tuy nhiên là ở trên cái hình này thì nó lại không thể hiện một cái gì cả. Nói chung là hình này thì đang để cho nó vui thì phải. Ở bên đây anh em cũng có thể thấy được cái thời lượng pin còn lại là bao nhiêu nhá. Đó, do là mình cũng mới mở hộp và chúng ta cùng nhau trải nghiệm lần đầu tiên, nên là mình sẽ chưa thể có thông tin được là cái pin này được trong bao nhiêu lâu. Tuy nhiên như mình đã nói đấy, là một viên pin 5000 thì nó không phải vừa đâu anh em. Nó cũng là khá đầy đủ. Từ cái lighting mode chúng ta xuống ngay cái phần user lighting. Là ở user lighting chúng ta sẽ chỉnh được rất kinh luôn. Đấy, chỉ sáng WASD cho tôi hoặc là chỉ sáng numeric. Được chưa anh em? Rất kinh ấy chứ. Đây, anh em có thể chiêm ngưỡng luôn. Đó, thậm chí là
có cả zone lighting luôn. Mình đang thấy là nó có một cái phần nó gọi là music rhythm đấy, thì khả năng là có thể nghe được nhạc và phản hồi theo. Đó, tuy nhiên là tính năng này mình vẫn chưa. Đấy anh em, về cái phần gọi là music lighting là nó sẽ nháy theo tiếng của âm nhạc luôn nhá. Ngầu chưa anh em? Được chưa? Ui giời, sorry. Và thưa anh em, đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu với anh em về chiếc Attack Shark X85 này. Về chất lượng build cực kỳ giống Simeon M75, không có gì để bàn cãi về chuyện đó nữa. Ngoại hình cũng như vậy, ở cái mức giá này, mày có driver nó ngon lành như thế. Nếu mà anh em biết con nào mà cũng software đỉnh cao như vậy thì anh em comment ở dưới cho mình. Đấy, mình rất tò mò và mình cũng sẽ đi tìm những cái con bàn phím đó săn về làm clip cho anh em xem. Vậy thì cái mình cần bây giờ chỉ là sự ủng hộ của anh em thôi. Anh em hãy cho mình một thích, một đăng ký, subscribe, like kênh của mình để ủng hộ mình có thể ra được thêm nhiều video nữa cho anh em xem. Sắp tới thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thứ đồ chơi điện khác mà không, chúng ta sẽ nghỉ ngơi khỏi bàn phím một chút và đến những cái thứ đồ chơi mới. Mình tin là tất cả những anh em viewer trên kênh mình đều thích và đều sẽ rất là đón chờ đấy. Anh em hãy để ý kênh của mình nhá. Và bây giờ là bye bye.